Xin kính chào các thượng đế. Báo cáo với lại các thượng đế, vừa rồi chia sẻ với các thượng đế ở buổi chiều ngày hôm nay là bản của mình rất chi là nắng và nóng. Thi thoảng có tí gió thì gió lại không phải gió mát mà lại là gió mùi. Gió nó có cái mùi này mùi nọ, cái lọ cái chai nó đưa về. Hay là làm cái video giới thiệu với lại các thượng đế combo băng cassette này, chưa có thượng đế nào Trần Văn chốt. Bây giờ lại tiếp tục giới thiệu một video nữa. Thế nhưng lại không phải là băng cassette. Trước khi giới thiệu thì đây, xin thưa với lại các thượng đế, từ sáng tới giờ đấy, Thống Nhất Lào Cai đấy, Hiệp Hòa Bắc Giang, Cẩm Giang Hải Dương, Ea Cao Buôn Ma Thuột City. Sáng giờ mới có 4 sản phẩm, hy vọng thì giờ 5 giờ là có một thượng đế Trần Văn Chốt nữa là 5 sản phẩm. Đây là cái mặt đài Sony. Cái mặt đằng trước đài Sony có model CFS1000S gì. Cái mặt này, trước tiên là xin thưa với lại các thượng đế, cái đài Sony 1000S này, 1010 này, 1110 này, ba cái mẫu đấy, 10 chiếc đài cũ mình mua được thì nó rơi vào cửa tầm 8 chiếc là gãy chân ốc. Cái đài rất hay bị gãy chân ốc, giống như kiểu đài Sony 715 rất hay gãy cái phím vớt với lại cái phím play nhá. Cái mặt này thì không bị gãy một cái chân ốc nào cả, không bị nứt còn nguyên chân ốc. Nên bởi vậy mới giới thiệu với lại các thượng đế. Thế còn nước xi mạ chỗ này, nước xi mạ thì vẫn còn sáng đẹp đây. Đấy, thi thoảng có cái lấm tấm thôi. Đấy là chưa có tắm rửa vệ sinh gì đấy. Nước xi mạ còn đẹp lắm. Đấy. Ôi giời, điện thoại. Điện thoại nó muốn Phan Đình Đáp lắm đấy. Điện thoại cứ mờ tịt đi. Sao thế nhỉ? Xi mạ đây. Đấy. À, cái điện thoại này mình không được nói. Đây, thi thoảng có một vết lấm tấm thôi nhá, còn về xi mạ còn rất chi là sáng và đẹp. Đấy, mình nói cái nó lại không nét ngay. Mình biết rồi. Mình biết rồi, cái điện thoại này là trong lúc quay video là không được nói. Nói chắc là nó thẹn. Thế nên là nó không được nét. Đây là chân ốc này, chân ốc còn nguyên đấy, nó bẩn đấy nha, chưa tắm rửa vệ sinh gì đây, không có bị nứt cái này. Thế mới sướng chứ này, cũng là nghìn năm có một đài Sony 1000S thì thôi rồi, chân ốc thì 10 con thì 8 con gãy chân ốc, còn radio thì 10 con đều hỏng cả 10, đều phải kê đơn bốc thuốc thì nó mới nói radio đấy. Nhưng con này cái mặt này không bị gãy này. Đây một chân ốc nhá, hai chân này, lò xo cửa băng này. Đấy. Tiếp tục sang chân bên đây, ba chân này, bên đây bốn chân này, không gãy không bị nứt. Ê, sướng đời chứ nị. Năm chân này còn nguyên nhá. Đây chân giữa để lắp bộ cơ, đây bộ cơ lắp ba con ốc vít này. Đấy, ba con ốc vít, ba cái chân nó còn nguyên. Đấy, chân để lắp equalizer. Đây là chỉ để báo sóng radio. Sưu tầm được cái mặt đài Sony 1000S như này không hề đơn giản. Không hề đơn giản. Không hề đơn giản chỗ nào đâu. Nhưng còn đài Sony 1000S mà chân ốc 10 con thì nhắc lại với quý vị và các bạn thì có đến 8 con là gãy chân ốc. Sony 1000S, 1010 và 1110. Những cái mẫu đài ấy, nó có cái ưu điểm là gãy chân ốc. Tìm được cái mặt đài mà như đẹp như thế này này. Ê, chưa tắm rửa, chưa tắm rửa nên là đẹp lắm đấy. Ôi giời. Đấy, chữ nghĩa nó còn sắc nét như thế này. Cái mặt đài này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất của đất. Đó là 150.000 đồng. Để tối nay kiếm tí chất tanh cải thiện. Tối nay là tối thứ 7. Tối thứ 7. Kiếm tí chất tanh cải thiện. Đấy, đang quay video lại gọi. Gọi thì tắt. Đây nhá, 150.000 đồng là cái mặt đài này. Thế còn hết bao nhiêu tiền thì người mua trả. Người cung cấp như mình không có cái quyền trả tiền vận chuyển. 150.000 đồng không thể rẻ hơn được. Chứ còn cái này mà kiếm được cái quần chân ốc như này, nhắc lại với quý vị và các bạn, khó lắm. Khó lắm nhá. Đấy, lại gọi. Đăng là Hà Nội gọi.
Thôi thế mình dừng video ở đây để xem là có thượng đế nào trần vân chốt để tối nay kiếm tí chất tanh. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.